ngoài cái quay của tay để âm dương khí công này. Cái lưng của mình thì, đau lưng thì nó tê xuống chân thì hàng ngày là cứ tác động vào cái này lăn cái chỗ cằm. Thế và ngoài ra là có cái cây giò đấy, là mình giò các cái sinh huyệt ở trên phản chiếu. Ở phản chiếu ở lưng với ở mũi này, ở mông đấy, bên mũi hai cánh mũi chủ yếu cái cột sống này. Cái cây G này, cái mí tóc mai. Mí tóc mai là cái cột sống. Đúng rồi, cột sống. Đấy, đấy. Nhưng mà chủ yếu khi mà chân đang tê thì đây, với cả cái vùng má, cái ống chân. Ống chân. Tê hết cả cái bắp chân này và toàn bộ cái gan mặt chân, thậm chí tê cả ra đầu ngón chân cái. Rất tê, có những hôm là chỉ đi vài bước là tê, có khi lại đứng lại để dậm cái chân để cho nó đỡ bị tê. Trước đấy chị bị bao nhiêu năm rồi? Cách đây độ 3 năm, 3-4 năm, nhưng mà mình cũng chữa thành vài đợt. Đi viện thì kết luận sao? Đi viện thì kết luận là bệnh gì? Kết luận là tức là nguyên nhân đầu tiên của mình là thoát vị đĩa đệ, mất 3 cái đốt, 2 đĩa. Thì bị 3 đốt nó tràn ra ngoài và gây hẹp ống tủy sống. Thì viện cũng chỉ định phẫu thuật mổ lần thứ 3 rồi. Lần thứ 3. Nhưng mà chỉ định mổ lần 3. Chỉ định mổ lần 3 rồi, trước nhưng đây. Mà đã trước đấy đã chỉ định mổ rồi, mình cũng kiên trì mình không làm. 3 lần chỉ định thì mổ. Cũng cứ đi chữa đông y thôi. Thuốc cũng không uống đâu. Châm cứu cũng không uống. Châm cứu xong sau đó nó cứ đỡ, xong nó lại bị đỡ lại bị. Nhưng mà mỗi một lần mình bị thế này mình lại thêm một cái tìm hiểu về bệnh để mình phòng chữa. Như vừa rồi thì là chữa rất lâu, tại vì những lần trước mình chữa độ 1 tháng. Đầu tiên thì ngắn, xong thời gian chữa nó dài dần ra, nhưng cái vừa rồi là chữa cả 1 năm. Đến cái lúc mà mình tham gia cái lớp học ấy là mình vẫn đang đi chữa, hàng ngày vẫn đi chữa. Xong sau đó thì đến tầm khoảng giữa tháng 5 thì là mình nghỉ. Lớp mình kết thúc ở 31 tháng 5. Thì khi mà nghỉ không đi chữa nữa rồi, tại vì mấy cái đồng chí ở lớp mình ấy bảo rằng là thôi chị đi học này về chị tự chữa đi. Cái hôm chị đi học là chị vẫn phải đeo đai đúng không? Vẫn đeo và vẫn đang rất đau. Vẫn đang rất đau. Tức là vì mình thì cũng là cái người mà cũng hay đi lại và cũng hay nói, thành ra nhiều khi kiểu đấy, chứ còn thực là lúc nào cũng đau. Thì nó bảo chỉ ao ước làm sao chị rất kiên trì một cái buổi nào đấy được một cái lúc nào đấy nó không đau, vì lúc nào cũng đau nhức nhối 24/24. Thế thì về học xong về chị làm trong bao lâu thì thấy nó kết quả? Đấy thì chính vì là mình bảo là không hiểu là nó hết lúc nào? Từ cái lúc nào ấy, nhưng mà xong rồi tức là chị xoay cổ tay là 1 này, âm dương khí công là 2 này, sau độ khoảng 1 tuần và 10 ngày thì mình cảm thấy là người mình cảm thấy nó rất thoải mái. Tức là nó thoải mái và nó tươi tỉnh, và kiểu như là trong cái hàng ngày cái công việc mình cảm thấy mình hăng hái. Hăng hái xong sau đấy mình cũng không cảm thấy, không thấy nó bị mệt mỏi. Tác động tại lưng nữa không? Lăn lưng các thứ. Cái lưng thì ngày nào cũng làm. Hàng ngày thì là cái cầu gai đôi. Tự làm à? Có nhờ ông xã con làm? Con làm. Con làm. Ông xã thì không làm cho. Nhờ con thì hàng ngày là con gái nó làm, ngày nào con gái nó làm cho. Vâng. Rồi bây giờ thì ngon rồi. Bây giờ việc công việc của chị thế nào? Tất cả là nhờ Diễn Trần. Công việc thì mình cũng cứ hàng ngày thì mình cũng cứ đi lại. Đi lại bình thường. Đi dép cao gót rồi chị. Mặc quần bò rồi, trước là toàn phải mặc quần ống. Gọi là quần ống què. Tại sao? Đeo đai. Tại sao? Đeo đai. Xong đi giày mệt. Bây giờ có thể diện như người mẫu. Tại sao em phải mặc quần rộng? Đeo đai mà. Đi lại nó khó khăn, không được. Tóm lại là không phải trước kia là lúc nào mặc váy, nhưng mà từ ngày mà ấy là chân nó đau rồi là còn bị teo, một chân to một chân nhỏ. Hai cái bắp này một chân to một chân nhỏ. Bây giờ nó đỡ hơn. Đây bây giờ nhìn cái chân đỡ, trước là cái chân này nhỏ hẳn. Hai cái bắp chân. Nói chung là với bệnh nhân của chị Giang là kiên trì. Kiên trì, đó công nhận. Rồi chúc mừng chị, tốt quá.